Chào các bạn, đây là miếng thịt khìa nước dừa mình mới vừa khìa xong. Thì bữa nay mình khìa cái thịt này để dành ăn bánh mì. Nhưng mà cái này thì các bạn thường ăn với bún hay là cuốn bánh tráng đều rất là ngon nha. Các bạn, mình khìa với nước dừa nó vàng ươm và có cái mùi rất là thơm các bạn. Rất là ngon ha, để mình cắt thử coi. Rất hấp dẫn ha. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp để xem cách mình chia sẻ món thịt ba rọi khìa nước dừa nha các bạn. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm thịt ba rọi khìa nước dừa các bạn. Thì ở đây mình có 600g thịt ba rọi. Mình lựa cái loại mà bản dày chút xíu, khi mình khìa nó sẽ ngon hơn ha, với loại ít mỡ. Và mình sử dụng là một lon nước dừa coco, 3 tép tỏi, một muỗng cà phê rượu trắng, một muỗng cà phê muối và nửa muỗng cà phê bột tỏi ha. Thì bây giờ thì mình bắt đầu ướp thịt ba rọi nha các bạn. Cái này thì mình đã rửa sạch rồi. Thì mình sẽ dùng nửa muỗng cà phê muối và một nửa muỗng cà phê bột tỏi mình ướp cho cái thịt ba rọi trước ha. Và mình dùng thêm nửa muỗng cà phê rượu trắng nữa nha các bạn. Thường mình khìa thì mình ướp khoảng từ 4 tiếng hay là mình để qua đêm thì nó sẽ ngon hơn. Mình chừa lại phân nửa rượu để ngày mai mình sẽ bỏ vào cái nước dừa mình khìa ha. Nếu mà các bạn không có bột tỏi thì mình có thể lấy cái tỏi tép tỏi này nè, mình đập dập rồi mình bỏ vô mình ướp cũng được, nhưng mà đừng có bằm nhuyễn nha các bạn. Và mình thoa đều. Xong rồi mình lấy cái ni lông mình bao lại và mình bỏ tủ lạnh ha. Cái miếng thịt ba rọi này mình đã ướp được 4 tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ mình bắt cái son lên và mình dặn lửa cao lên ha. Thì mình bỏ 2 muỗng canh dầu ăn vào. Khi mà cái nồi nó nóng rồi thì mình bớt cái lửa khoảng số 2 và mình bỏ cái miếng thịt của mình vào ha. Thì mình chiên miếng thịt mình trong cái lửa nhỏ cho nó vàng đều các bạn và săn lại. Các bạn nhớ dặn lửa nhỏ thôi, khoảng số 2. Khi nó vàng thì mình trở qua ha. Nó vàng sơ thôi các bạn, không cần vàng dữ dội ha. Cái miếng thịt của mình đã vàng rồi thì bây giờ mình tắt lửa nha. Cho mình gấp miếng thịt ra các bạn. Các bạn thấy nó vàng như thế này là được. Cái son này thì bây giờ mình đổ cái dầu này ra và mình rửa sạch. Giờ bây giờ mình bắt cái son lên ha. Cái son của mình đã nóng rồi thì mình cho chút xíu dầu vào. Mình bỏ ba cái tép tỏi mình đập dập thôi các bạn, mình bỏ vào mình làm cho nó thơm thôi, không cần vàng nha, cho nó thơm cái dầu. Xong mình bỏ cái lon nước dừa coco vào. Xong còn nửa muỗng cà phê rượu mình cho vào luôn. Và nửa muỗng cà phê muối cho vào luôn ha. Thì tại vì trong cái nước dừa coco này nó đã có đường rồi, cho nên mình không có bỏ thêm đường nha các bạn. Và mình muốn cái màu nó đẹp á, đây là cái màu gạch tôm ha, mình chấm vào trong cái đũa. Mình bỏ nó vào cho cái màu nó đẹp. Nếu các bạn nào thích màu đẹp thì mình bỏ vào, còn nếu không thì mình cứ để màu tự nhiên cũng được. Và bây giờ nó sôi rồi thì mình bỏ cái thịt vào. Giờ mình hạ lửa xuống nha. Mình hạ còn số 2. Tại vì mới cho nên cái nồi nó vẫn còn nóng, cho nên nó sôi rất là nhiều. Mà một chút xíu thì nó sẽ hạ lại. Các bạn cứ giữ cái lửa số 2 để lưu riêng như thế này nha. Và cái cục thịt ba rọi này nãy giờ mình để im như thế này đã 20 phút rồi. Thì mình cái nước nó đã sụp xuống ha. Bây giờ mình trở qua. Có thể thấy bên đây là nó đã chín mềm rồi. Thì mình chờ thêm khoảng 20 phút nữa nha các bạn. Và cái miếng thịt ba rọi mình bây giờ nó đã vàng đều rồi nè các bạn. Và cái nước thì nó đã còn lại chút xíu và nó sành sệt. Thì nãy giờ mình khìa tổng cộng thời gian là khoảng 40 phút ha. Thì bây giờ coi như đã xong, giờ mình gấp nó ra.
nhìn rất là hấp dẫn các bạn, cái màu lại đẹp nữa. À, đây là miếng thịt ba rọi mình mới vừa khìa xong các bạn. Cái này là mình khìa nước dừa ha. Cái thịt ba rọi khìa này mình có thể ăn với bánh mì, hay là mình ăn với bún, hay là mình cuốn bánh tráng đều rất là ngon các bạn. À, thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.